Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của chị Loan để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha. Chủ đế ha. Chủ đế thực có lắc có cái gì đặc biệt về chủ đế ha. Chủ đế gươm đóng ở trên. Đây, em chào chị. Chào chú Tấn à, chào cô chú anh chị yêu mây vàng cả nước. Em tên Loan, em ở Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang ạ. Số điện thoại của em là 0366894896, cũng là số Zalo của em. Hình thức của em là bao sóng bao ship trên toàn quốc ạ. Rồi, mời cô chú anh chị vào xem nha. Rồi, mã số đầu clip hôm nay là mã số 1 bên đây. Mã số 1. Cao 95. Rồi. Cái hoành luôn, hoành hơi bự nè. Hoành 31. Rồi, 31 hoành nè quý vị. Để ha. Để bự ha. Chợm chống chịu có đủ gì vậy. Rồi, giá luôn nhiêu chị? Rồi, số 1 giá 3,5 triệu. Rồi, 3,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 2 luôn rồi quý vị. Mã số 2. Rồi, mã số 2 ha. Cao 60. Rồi. Hoành 20. Rồi. Cành phóng ha, hay quá nè. Phóng ngay co luôn ha. Rồi, để đây quý vị. Nguyên cũ cũng cứng đế luôn ha. Mã số 2 giá 800. Rồi, 800. Rồi, và mã số 3 luôn. Mã số 3. Cao 70. Hoành 21. Rồi, 21 bạch. Em trực tại cạnh có đây. Rồi, cũ đế quá vậy. Rồi, cho luôn nhiêu chị? Mã số 3 giá 500. Rồi, xuống cây luôn. 500 nghe. Tiếp tục luôn. Số 4. Số 4. Cao 65. Hoành 20. Rồi, 20 hoành. Rồi, cũ đế luôn. Đây cũng kính đế quá đây. Rồi, mã số 4 giá 700. Rồi, xuống cây luôn, 700 ngàn. Số 5. Cao 75. Hoành 22. Rồi, 22 hoành nè quý vị. Rồi, thân cành đây quý vị ơi. Để luôn đây. Rồi, để luôn. Mã số 5 giá 500. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 6. 6. Cao 85. Cái này là đo ở ngoài đây. Ngoài đây ha. Ngoài đó là. Đây là hoành 27 đây nè. 7 đo ở ngoài ha. Thân cành đoạn trên. Dưới đây có cái cành phóng ngay cái co đầu tiên luôn ha. Rồi, cũ đế luôn. Con cộng để chịu ngay đường thân luôn ha. Rồi. Mã số 6 giá 1,2 triệu. 1,2 triệu. Rồi qua mã số 7 luôn. Mã số 7. Cao 45. Hoành 22. Rồi, để đây có gì. Rồi, lâu nhiêu vậy chị? Mã số 7 giá 600. Rồi, 600 ngàn. Rồi, mình qua mã số. Mã số 8. 80 cái nồi đế quá xa nồi đế nha. Cao 60. Gươm. Đế gươm đẹp quá vậy. Hoành 24. Rồi, 24. Thân cành lắc lư. Đây, nồi đế nào quý vị, nó gươm ha. Đó, gươm đẹp ha. Rồi, cái luôn như chị. Mã số 8 giá 900. Rồi, xuống cây luôn, 900 ngàn. Rồi. Mã số 9. Cành phóng cành bay luôn. Đây là 50. Rồi, đây là 80. 80.
Hoành 22. Rồi, để luôn, 2 hoành. Rồi, để luôn như chị. Mã số 9 giá 600. 600. Rồi, và mã số 10 luôn. Mã số 10. Đây cành đều quá. Cao 75. Hoành 24. Rồi, trực tay cành đều rang ha. Để bắp còn bự không nè. Đều ha. Rồi, giá luôn mã số 10 giá 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Rồi, qua mã số tiếp theo. Số 11. 11. Cao 55. Hoành 21. Rồi. 21 hoành. Mã 11 giá 450. Rồi, 450. Rồi, tiếp tục luôn, mã số 12 luôn. Mã 12. Cao 65. Hoành 19. Rồi, một em này trực tay cành, mình máy thì nó mắc trúc nè quý vị. Đó, phù 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 ngẩn 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 trong mình ha. Để em đó. Mã 12 giá 400. Rồi, 400 ngàn. Mã 13. Rồi, 13. Tay cành cao 80. Luôn. Hoành 23. Rồi, 23 hoành. Rồi, vô luôn nha chị. Mã 13 giá 900. Rồi, cây luôn. Mã 14. 14. Cao 65. Hoành 25. Rồi, 25 hoành. Rồi, củ để luôn. Rồi, cho luôn như chị. Mã 14 giá 900. Rồi, cây luôn. Mã 15. 15. Cao 50. Hoành 16. Rồi, mã 15 giá 300. Rồi, 300. 16. Mã 16. Cao 55. Hoành 25. Rồi, 25 hoành. Đấy luôn. Rồi, mã 16 giá 900. 900. Mã 17. 17. Cao 655. Hoành 15. Rồi, để luôn đi. Rồi, cho luôn như chị. Mã 17 giá 400. Rồi, 400. Qua 18 luôn. Mã 18. Cao 50. Hoành 19. Rồi, em này cũng nu mắt trúc không có gì. Đó. Ngẩn ngẩn trong mình ha. Để đây. Mã 18 giá 350. Rồi, 350 ngàn. Rồi, qua mã số 19 luôn. Mã 19. Cao 90. Hoành 21. Rồi, hoành 21. Rồi, để đây. Qua sẽ để ha, đặt ở trên. Mã 19 giá 900. Rồi, 900 ngàn quý vị. Mã 20. Rồi, 20. Cao 60. Hoành 28. Rồi, 28 hoành. Rồi, cho luôn nhiêu chị? Mã 20 giá 900. Rồi, 900. Rồi, 21 luôn. Mã 21. Cao 70. Hoành 21. Rồi, 21. Rồi, để luôn.
Mã 21 giá 750. Rồi, 22 luôn. Mã 22. Cao 50. Quần 21. Rồi, 21 quần. Rồi, vô luôn. Mã 22 giá 400. Rồi, xuống cây luôn. 400 ngàn. Mã 23. 3. Cao 90. Quần 20. Rồi, 20 quần. Thân cành của gì cũng đều quá nè. Đây cũng dữ quá ha. Khối đặc luôn của gì. Rồi, mã 23 giá 700. 700. Rồi, mã 24. 4. Cao 50. Quần 20. Rồi, luôn như chị. Mã 24 giá 450. Rồi, 450. Rồi, qua 25 luôn. 25 mã cuối. 26 mới cuối. Ủa, 26 hả? 26 mới cuối. Cao 40. Quần 20. Tại cành bự bự không ha. Đây quý vị. Mã 25 giá 450. Rồi, 450. Rồi, 26 cuối clip. Cuối clip luôn. Cao 60. Quần 23. Rồi, 23 quần. Mã 26 giá 800. Rồi, 26 là mã số cuối clip rồi quý vị. Rồi mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem, quý vị ưng ý mã số nào alo trực tiếp cho chị Loan ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.